Chuyện của thân mẫu Đức Giêsu nơi tiệc cưới Cana. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước sự hiện diện của cha chánh xứ, cha quê hương và đặc biệt là cha anh, rồi sự hiện diện của quý sơ, quý chức tân cựu trong hội đồng mục vụ giáo xứ Hoàng Xá và Trại Gạo, quý cố, quý khách xa gần, đặc biệt là sự hiện diện của hai gia đình bốn họ, rồi sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa. Con xin chia sẻ với cộng đoàn đề tài của ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của thân mẫu Đức Giêsu nơi tiệc cưới Cana. Trong cuộc sống có nhiều cách thế hiện diện thể lý hay hiện diện tinh thần. Hiện diện là có mặt hay hiện diện tràn đầy cả tinh thần lẫn thể xác. Vấn đề đặt ra là hiện diện thế nào mới là hiện diện thật, và nó mang lại ý nghĩa gì cho chúng ta? Thực ra có những lúc chúng ta có mặt nhưng chưa chắc chúng ta đã hiện diện. Có những người đang có mặt ở nhà thờ đây nhưng chưa chắc chúng ta đã hiện diện. Thế nên hiện diện ở đây là sự hiện diện thật sự, và sự hiện diện này cần trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác của mình. Có thể nói, nơi Cana, thân mẫu Đức Giêsu đã hiện diện hoàn toàn với hết con người của mình, bằng lời nói và bằng cả hành động, bằng tâm trí và bằng lắng nghe, bằng quan sát và thấu hiểu hoàn cảnh. Đó là sự hiện diện bằng chính con người, trái tim và tâm hồn của Đức Maria khi nhận ra được sự lúng túng của gia đình nhà đám, đó là họ hết rượu rồi. Đối với văn hóa Palestine thì văn hóa không thể thiếu trong tiệc cưới của họ, đó chính là rượu. Vì rượu làm tăng thêm niềm vui của khách mời, và việc thiết đãi rượu thịnh soạn dồi dào là vinh dự cho gia chủ. Các rabbi Do Thái vẫn nói, không rượu thì không vui. Mà mấy người Việt Nam chúng ta hay có câu chế nào sao? Cơm không rượu như kiệu không có. Đức bà, đấy là các ông hay chế ra. Nhưng đối với các rabbi Do Thái thì nói là sao? Không rượu thì không vui. Hơn nữa, khi tiếp khách mà thiếu rượu uống trong bữa tiệc cưới thì đó là một điều đáng xấu hổ và nhục nhã đối với cô dâu và chú rể. Đức Maria không thể dửng dưng trước tình cảnh của đôi tân hôn đang bị đe dọa, hạnh phúc gia đình trước bờ vực thẳm tổn thương. Mẹ đã can thiệp để làm cho tiệc cưới thêm vui, để cho cô dâu và chú rể không bị bẽ mặt. Đức Maria đã xin Chúa can thiệp khi nói với Ngài, họ hết rượu rồi. Vậy chúng ta hiểu họ hết rượu gì đây? Việt Nam vẫn có câu ca dao, rượu ngon trong hũ rót ra, để lâu cũng nhạt nữa là duyên em. Hay, rượu ngon vì bởi men nồng, người khôn bởi vị giống rồng mới khôn. Rượu ngon là sở dĩ do men. Men chất lượng thì rượu sẽ ngon, còn men tầm thường hay men rả rối thì chưa chắc ai đã muốn uống loại rượu đó. Rồi trong đời sống gia đình cũng vậy. Men của đời sống gia đình đó chính là tình yêu. Khi mới cưới nhau về, men tình yêu còn mặn nồng và còn thắm thiết. Thế nhưng thời gian trôi đi, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 40 năm, men tình yêu sẽ bị nhạt dần đi, bị bốc hơi, thậm chí là không còn nữa, dẫn tới đời sống gia đình bị đổ vỡ, ly hôn, ly dị và ly thân. Điều này minh chứng rất rõ qua báo chí mà chúng ta thường nghe. Có những gia đình đã yêu nhau 4 đứa con, 25 năm ngày cưới rồi mà cuối cùng vẫn trả lời là không có tình yêu, không thể sống với nhau được. Trước tình trạng thiếu rượu, hết rượu, cạn rượu trong các gia đình thời nay, thì thiếu đi tình yêu dành cho nhau, thiếu đi sự hy sinh, thiếu đi sự quảng đại, thiếu đi sự tha thứ, thiếu đi sự quan tâm, thiếu đi sự chia sẻ và đặc biệt thiếu đi sự nâng đỡ. Nguyên nhân là do các đôi tân hôn không được trang bị kiến thức về đời sống gia đình, không chịu học hỏi giáo lý hôn nhân đến nơi đến chốn. Làm việc gì thì cũng cấp tốc, yêu cũng cấp tốc, học giáo lý cũng cấp tốc, vào làm cha bắt cha, cưới cũng cấp tốc. Để rồi sau khi cưới cũng cấp tốc rồi thì bỏ nhau cũng cấp tốc. Không những thế, khi yêu nhau chúng ta đều biết rằng những điểm xấu, những khuyết điểm đều bị che giấu và đậy kín. Nhưng khi đã lấy nhau về rồi thì những điểm xấu đó, những khuyết điểm đó bắt đầu dần dần lộ ra. Thay vì đón nhận để thông cảm và nâng đỡ thì đó là những cớ để gây chia rẽ, hay đó là những cớ để chúng ta ngụy biện cho mình là không phù hợp và không có tình yêu. Bài tin mừng cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã biến nước lã thành rượu. Đặc biệt, rượu ngon ở đây chính là Đức Kitô. Họ hết rượu rồi có nghĩa là hết Đức Kitô trong đời sống gia đình. Vậy nên rất cần sự hiện diện của mẹ Maria để làm trung gian, để rồi khi mọi người nghe lời khuyên của mẹ hay nghe lời Chúa dạy, đặc biệt là trong bài tin mừng, Đức Maria đã nói là sao? Người bảo gì thì các con cứ việc làm theo. Từ sự hiện diện của Đức Maria trong tiệc cưới Cana năm xưa dẫn đến sự hiện diện của Đức Maria trong đời sống của đôi tân hôn hôm nay. Sự hiện diện của Đức Giêsu trong tiệc cưới cho thấy Ngài đã nâng giá trị hôn nhân thành bí tích. Đó là yêu thương nhau trọn đời, bất khả phân ly, một vợ một chồng, sinh sản và giáo dục con cái. Để được sự hiện diện của Đức Giêsu và mẹ Maria trong gia đình của đôi tân hôn, tôi đây chỉ khuyên anh chị sống và thực hành một chữ thôi. Để có sự hiện diện của Đức Giêsu và mẹ Maria trong đời sống của đôi tân hôn, xin anh chị sống và thực hành một chữ thôi. Đó chính là chữ bàn. Bàn ở đây ta có thể hiểu là bàn tay. Bàn ở đây ta có thể hiểu là bàn cơm trong gia đình. Bàn ở đây ta có thể hiểu là bàn thờ nơi các gia đình chúng ta. Và bàn ở đây ta có thể hiểu đó là bàn thánh đây. Trước tiên là bàn tay. Bàn tay là dùng để lao động, để tạo ra của cải vật chất, để rồi kết nối tình yêu trong đời sống gia đình. Mà người Việt Nam vẫn có câu bàn tay ta làm lên tất cả, có sức người thì sỏi đá cũng sẽ thành cơm. Bàn tay để tí nữa anh chị sẽ xỏ chiếc nhẫn của mình để nói nên sự ưng thuận của mình. Để rồi anh chị sẽ chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để rồi anh chị yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đó là bàn tay. Tiếp đến là bàn cơm. Hoàng Xá chúng ta là một giáo xứ thuộc về thành phố, thuộc về thị trấn, thị tứ. Cho nên mức sống của chúng ta là mức sống công nghiệp. Và trong thời đại kinh tế thị trường thì chúng ta biết rằng mỗi người làm một công việc khác nhau. Cho nên trong các bữa cơm gia đình, chúng ta thấy có sự xuất hiện khác nhau, đó là bố mẹ ăn 1 giờ, con cái ăn 1 giờ, ông bà ăn 1 giờ. Cho nên ít có bữa ăn đoàn viên gia đình, để rồi mọi thành viên trong gia đình không có thời gian trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau và nâng đỡ nhau. Cho nên ít nhất một ngày, đôi tân hôn hãy cố gắng dành một bữa cơm chung, để rồi chúng ta sum họp, chia sẻ, nâng đỡ và bảo vệ nhau, động viên khích lệ nhau. Đó là bàn cơm. Và bàn thứ ba, đó là bàn thờ gia đình. Qua mẹ đến với Chúa Giêsu, để đời sống gia đình của đôi tân hôn được hạnh phúc thì rất cần sự hiện diện của mẹ Maria. Nhất là đôi tân hôn hãy dùng chuỗi mân côi qua kinh kính mừng để liên kết gia đình mình trước bàn thờ Chúa, để nhờ mẹ Maria chuyển cầu, để mẹ Maria bao bọc, để mẹ Maria kéo ơn Chúa xuống hiện diện cho gia đình đôi tân hôn. Ngày xưa chúng ta ít có thánh lễ, thì con tin rằng ở giáo xứ Hoàng Xá đây hay giáo xứ Trài Gạo cũng vậy, sớm tối các gia đình đều quy tụ, con cái, ông bà, cha mẹ đều nhờ kinh 10, kinh kính mừng, kinh mân côi, để rồi kéo ơn Chúa xuống qua lời chuyển cầu của mẹ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy đã vắng bóng dần. Giờ kinh sáng, kinh tối trong gia đình đã bớt đi. Vậy cho nên đôi tân hôn nói chung và đại gia đình chúng ta nói riêng hãy cố gắng duy trì và lập lại, thực hành lại cái lời kinh mân côi qua lời kinh kính mừng của mẹ Maria để kéo ơn Chúa xuống gìn giữ gia đình chúng ta. Và cuối cùng đó là bàn thánh. Trung tâm của nhà thờ là gian cung thánh đây, và trung tâm của gian cung thánh đây đó chính là bàn thờ, hay còn gọi là bàn thánh. Bàn thờ là biểu tượng Chúa Kitô. Nơi bàn thờ này hàng ngày hàng giờ chúng ta chứng kiến hy tế thập giá của Đức Giêsu Kitô đang diễn ra ở đây. Đó là bánh và rượu trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô. Sau những mệt mỏi của công việc gia đình, đôi tân hôn hãy đến đây để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Khi đời sống gia đình của đôi tân hôn hết rượu, hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để nạp ơn Chúa. Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để làm mới tình yêu. Và hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc rượu yêu thương, rượu tha thứ, rượu an ủi và rượu khiết tịnh để nuôi dưỡng đời sống gia đình. Như vậy, sự hiện diện là cách đối diện trực tiếp với những gì sắp xảy ra, và có khi là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là tủi nhục và thất bại. Trong thực tế, hiện diện là dành thời gian cho ai đó, hay nói cách khác, đó chính là mất thời gian. Nhưng ngược lại, với sự mất mát đó, chúng ta nhận ra được sự trao đổi là những nụ cười, là những ánh mắt, là những cử chỉ cảm thông và sự ấm áp của con người dành cho nhau. Bài học về sự hiện diện qua kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ, chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta chẳng cần nói gì, nhưng sự hiện diện có thể nói lên tất cả. Kính chúc đôi tân hôn luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, luôn có sự hiện diện của mẹ Maria trong đời sống gia đình. Nhờ đó viết lên trang sử cuộc đời bằng tình yêu, bằng lòng nhiệt huyết, bằng sự hy sinh để gia đình được viên mãn, hạnh phúc trong Đức Kitô. Amen.